Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast thiêu sống tài xế Phạm Nhật Vượng làm ảo thuật biến đống lửa thành vô hình. Vào ngày 22 tháng 6 khoảng 8 giờ 30 phút sáng, trên đường Lê thuộc xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Bên trong xe phát hiện một tử thi đã bị cháy ngồi tại ghế lái. Được biết, chiếc xe ô tô bị cháy thuộc sở hữu của một công ty gốm có trụ sở tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Phúc. Công an cũng cho biết nạn nhân là ông NVD, 60 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng ở địa phương này. Chiếc ô tô cũng được xác định được đăng ký chủ sở hữu là của doanh nghiệp này. Đây là hình ảnh so sánh chiếc xe bị cháy và chiếc xe Lux SA2.0 trưng bày, chúng là một. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho hay bước đầu xác định đây không phải là vụ tai nạn hay sự cố giao thông. Trước khi bị bốc cháy, chiếc xe được nam tài xế chủ động đỗ ở bên lề đường, không lưu thông. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, tài xế đã đánh xe và lái vào ven đường. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, thiêu rụi chiếc xe 7 chỗ. Người trong xe không kịp thoát thân ra ngoài. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, tức là trước đó, có một chiếc xe 7 chỗ khác cũng bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao. Các bên liên quan đang có những nhận định về nguyên nhân ban đầu khác nhau. Lúc đó, cộng đồng mạng sử dụng mạng xã hội Facebook và chia sẻ rất mạnh vụ chiếc xe VinFast Lux SA bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc này. Theo ghi nhận từ các đoạn video chia sẻ và ảnh chụp trên mạng, chiếc xe đã bị cháy trơ khung sau sự cố. Đoạn video lan truyền trên mạng cũng cho thấy phần thân xe bị cháy rụi, phần mâm xe cũng cháy và rơi vụn ra chứ không còn được nguyên hình nguyên dạng, có nghĩa là nhiệt độ rất cao. VinFast Lux SA 2.0 hiện có 3 phiên bản giá từ khoảng 1,5 cho đến 1,8 tỷ đồng mỗi chiếc. Đây là hình ảnh hai chiếc có chung một khung. Theo quảng cáo của hãng thì xe VinFast Lux SA 2.0 có đến 6 tính năng an toàn trên và đang ngày càng khẳng định vị thế của một mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc này, mang đến nhiều trải nghiệm vượt trội cho người dùng đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, chiếc xe này an toàn về vấn đề gì chứ dường như nó không hề an toàn với ngọn lửa. Đấy là câu chuyện cách đây đã 2 năm, truyền thông không thể che giấu được thương hiệu của chiếc xe bị cháy. Lần này, báo chí không cho biết chiếc xe đó là hiệu gì vì đa số tờ báo nhà nước đều im lặng về thương hiệu. Cho nên, có điều gì đó rất mờ ám trong nghệ thuật đưa tin của truyền thông của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Có lẽ rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông Phạm Nhật Vượng làm truyền thông khá tốt. Qua công cụ truyền thông trợ giúp, ông Vượng đã biến chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 bị cháy thiêu, chết tài xế chìm vào lãng quên. Đến nay chưa được bao lâu mà câu chuyện dường như đã lắng xuống. Có thể nói trong lĩnh vực truyền thông, ông Phạm Nhật Vượng xứng đáng là nhà ảo thuật đại tài. Xe bị cháy trơ khung là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng hơn nữa là người trong xe không thể mở cửa để thoát thân kịp thời. Các hãng lớn trên thế giới, nếu xe của họ có lỗi, họ sẽ triệu hồi và sửa lại những lỗi ấy. Trong khi đó, VinFast thì đã ém thông tin đi để phủi bỏ trách nhiệm. Đây là hình ảnh sau 2 ngày, ông Phạm Nhật Vượng đã làm vụ cháy biến mất khỏi truyền thông. Người dân Việt Nam bỏ ra khoản tiền rất lớn, số tiền mà họ có thể mua những chiếc xe Mercedes để mua chiếc VinFast vì lòng tự hào dân tộc. Ông Phạm Nhật Vượng đang kinh doanh lòng yêu nước mù quáng. Tuy họ mù quáng, nhưng ông Phạm Nhật Vượng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm được. Nếu cứ ém thông tin như thế, thì những chiếc xe Lux SA 2.0 đều là những quả bom lửa hẹn giờ. Điều này rất nguy hiểm cho người tiêu dùng và bản thân gia đình của họ, vì bất cứ lúc nào đang lưu thông nó có thể bùng cháy. Bỏ tiền ra mua xe là cả một dịch vụ hậu mãi và mua cả trách nhiệm của nhà sản xuất. Hãy học những hãng lớn trên thế giới, phải có trách nhiệm với khách hàng chứ đừng bán xe lấy tiền rồi không xử lý những lỗi kỹ thuật mà người dân không biết. Làm như vậy có thể nói là không có đạo đức kinh doanh.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đầu mối bí hiểm nếu khui ra thì sẽ kéo đổ tam trụ ăn đất ở Sài Gòn. Ai đang bị nhắm đến? Ông Nguyễn Phú Trọng cử Phan Đình Trạc vào Nam. Tuy ông Trạc làm chậm chạp hơn ông Tô Lâm, nhưng công việc cũng đã được thực thi và tiến triển tốt đẹp. Mới cách đây vài ngày, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy từ lâu nay không kỷ luật ai, bỗng nhiên kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp sở và cấp quận huyện sau khi ông Phan Đình Trạc làm việc với Đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh một thời gian. Đây là những con cá lòng tong, tuy nhiên bắt cá lòng tong không có nghĩa là bỏ sót cá gọc. Hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh có tam trụ ăn đất nổi tiếng, đó là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Đây là ba nhân vật lớn mà ông Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần 7 lượt vào Nam quyết đốn ngã nhưng không thể lay chuyển được. Nhưng chân trụ này vẫn đang rất vững. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Kỳ này, ông Phan Đình Trạc vào Nam thu thập chứng cứ gửi cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Trong đó, Ủy ban này đã đưa lên Bộ Chính trị và chỉ còn chờ Bộ Chính trị gật đầu nữa là xong. Trong đó có một cái tên đáng chú ý, đó là ông Võ Văn Hoan, người mà hiện nay đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông này chính là kẻ đã thủ tiêu bản đồ gốc quy hoạch ở Thủ Thiêm, đẩy bà con dân oan Thủ Thiêm rơi vào tình cảnh bế tắc như ngày hôm nay. Vào năm 2018, trước áp lực của bà con dân oan Thủ Thiêm và áp lực của xã hội, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thể quyệt chuyện truy bản đồ gốc. Đó là bản đồ đi kèm với quyết định 367 về quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm được chính phủ ban hành vào năm 1996. Nếu có bản đồ gốc thì Nguyễn Văn Đùa, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân khó mà thoát án tù. Tuy nhiên, để bao che cho ba nhân vật này, ông Võ Văn Hoan khi đó là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo mất. Ông ta cố tình làm mất, nhưng miệng thì lại nói rằng phải truy bằng được bản đồ gốc. Ngày đó, ông Võ Văn Hoan cho rằng bản đồ khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa tìm thấy trong bộ hồ sơ lưu, chứ không phải là không có. Các bộ ngành cũng đang cố gắng tìm, tuy nhiên đến nay đã 3 năm thì bản đồ gốc vẫn chưa tìm ra. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan, đầu mối khui ra Hải Quân Đùa. Nếu nói ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa là đồng chủ mưu cướp đất bà con dân oan ở Thủ Thiêm, thì Võ Văn Hoan chính là kẻ gác đền cho ba nhân vật này. Nhờ ông Võ Văn Hoan mà bản đồ gốc đến nay vẫn chưa xuất hiện, và việc giải oan cho bà con dân Thủ Thiêm vẫn bế tắc. Để tấn công vào tam trụ ăn đất thì ông Nguyễn Phú Trọng phải bắt đầu từ Võ Văn Hoan. Nếu bắt ông này được đưa ra thì bản đồ gốc thì nhóm tham ô ở Sài Gòn sẽ ngã nhào không sót một ai. Hiện Võ Văn Hoan chỉ là quan chức ngang tầm một giám đốc sở. Thực lực của ông này không vững mạnh như Nguyễn Văn Đùa, Lê Văn Hải và Lê Hoàng Quân. Đã đánh thì phải đánh từ vị trí yếu nhất của nhóm lợi ích, mà vị trí đó không ai khác là vị trí của Võ Văn Hoan. Ông Phan Đình Trạc đã đưa ông Võ Văn Hoan vào chung nhóm bị kỷ luật với Nguyễn Thành Phong, xem như đây là thuận lợi bước đầu. Ông Nguyễn Phú Trọng xưa nay mang tiếng chỉ là mạnh với cánh phía Bắc nhưng lại bất lực với cánh ở miền Nam. Lần này tóm được Võ Văn Hoan, xoáy vào điều tra và thu được bằng chứng bản đồ gốc từ ông này, thì khi đó ông Nguyễn Phú Trọng mới có cớ được tóm luôn tam trụ ăn đất đang nhởn nhơ hiện nay. Đây là hình ảnh tam trụ ăn đất Hải Quân Đùa. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắm đến đúng vị trí, giờ phải làm tới chứ không thể nào chùn tay. Nếu chùn tay, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ một lần nữa đầu hàng trước cánh miền Nam. Thời gian không còn ủng hộ ông Trọng nữa. Nếu không chạy đua với nó thì ông Trọng để lại tên tuổi không có gì là ấn tượng cả. Đánh Nguyễn Văn Hoan khui ra hàng loạt trong nhóm ăn đất, đây là điều mà ông Trọng đang cần làm nhất hiện nay.